Tới giờ làm lễ rồi. Tạ ơn trên đã sinh ra con. Từ giờ trở đi, Vĩnh A sẽ thay tôi đi cai quản gia tộc Dương Đình. Mẹ là người xấu đúng không? Mẹ là người tốt. Em hứa sẽ không có ai làm chị ba buồn nữa. Một, hai, ba. Hai chị đứa sinh ra là con trai thì trong gia đình này không ai bị tổn thương hết. Mẹ đã làm đủ mọi cách rồi. Đổi mạng nữ. Phải là con trai, là cháu đích tôn thì mới đủ tư cách để nối dài vinh quang gia tộc này. Phải là con trai, phải là con trai. Chính An à, đây không chỉ là trách nhiệm, đây cũng là phần còn lại cuộc đời mà con phải sống. Mẹ cảm thấy nó đang đứng rất gần. Cái gì? Cái chết. Yêu mày. Abalu kasha tabila. Abalu kasha tabila. Sha!